tiết mục tiếng thơ. Xin trân trọng kính mời các quý vị cùng lắng nghe thi phẩm của tác giả Lê Văn Dĩnh, bài thơ Anh có về quê em không, qua giọng ngâm của nghệ sĩ Minh Khương. Anh có về quê em không? Cánh đồng bát ngát, mênh mông lúa vàng, chiều buông nắng vắt trèo sang, trên con đường rồng về làng thanh thang. Đêm thu trăng treo giữa làng, câu hò cất cánh rộn ràng nơi nơi. Ai đem cây đa lên trời, trong trăng sáng, cuội ngồi gốc cây. Đường làng nam nữ đó đây, tuổi xuân đôi lứa tràn đầy tình yêu. Đêm thâu nhớ cánh diều chiều, cho ta giấc mộng ngập tràn điều mơ. Quê em đẹp những vần thơ, cho anh nỗi nhớ đợi chờ thâu đêm. Mộng mơ êm êm bên thềm, có cô thôn nữ đứng bên cạnh mình. Tình yêu rạo rực con tim, như chim đủ cánh tìm mồi sớm mai. Tình yêu hướng tới tương lai, nhớ lòng trong nhớ mãi hoài khó quên. Ai xui con nhẹ đêm đêm, nhà tơ răng lưới gây nên nỗi này. Nhớ con đường ấy những ngày vất vơ áo trắng sánh vai phố phường. Nhớ lúc anh đón cổng trường, chờ em tan học trên đường du chơi. Say sưa chìm đắm hương đời, ta đi trên phố rực trời ban mai. Tuổi xuân ngàn vạn tương lai, tay trong tay đến ngày mai đang chờ.
Vâng, Minh Khương xin chúc mừng tác phẩm của tác giả Lê Văn Dĩnh. Bài thơ mang tựa đề Anh có về quê em không? Một đời chào thật ngọt ngào, ấm áp. Vâng, những lời chào khiến mọi người không ai có thể từ chối để không về quê anh được. Vâng, đêm thu trăng sáng giữa làng, cô hò cất cánh rộn ràng nơi nơi. Vâng, một bài thơ vô cùng ngọt ngào, ấm áp. Vâng, Minh Khương ngâm bài thơ mà cũng đã muốn về quê hương của anh, đó là quê hương Hoài Đức, Hà Nội. Vâng, cảm ơn và chúc mừng thi phẩm của anh. Cảm ơn các quý vị đã lắng nghe.